Hello hello mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh Top 1 Elan Đo Việt Nam của mình nhé. Thì mùa mới đã bắt đầu được 2 ngày rồi và cũng có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình, hỏi mình tại sao không thấy mình làm Top 1 Elan Đo nữa. Thì như các bạn đã biết ở mùa trước, rằng là mình làm Top 1 Elan Đo Việt Nam từ đầu mùa cho đến cuối mùa. Và vì thế nên là mùa này mình sẽ làm hành trình thách đấu cho các bạn cùng xem nhé. Và các bạn phải hiểu rằng muốn leo lên thách đấu thì phải chơi được nhiều con, chứ không phải cứ cầm con charm vào là thắng. Thế nên là mình sẽ nhường Top 1 Elan Đo Việt Nam một thời gian nhé. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, mình vẫn làm trong bảng xếp hạng thôi, còn Top 1 thì mình không chắc lắm. Ở pha này mình cảm thấy máy nó cứ lắc lắc thế nào ấy. Thế nên là mình ngay lập tức phải bật app Xbox lên để tăng tốc độ mạng cho game nè. Để mình giới thiệu sơ qua về con app vô cùng ngon và bộ rẻ này cho anh em nào chưa biết nhé. Thì Xbox là ứng dụng VPN thế hệ mới dành cho thiết bị Android và iOS, với giao diện dễ sử dụng, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu sử dụng VPN. Với mạng riêng toàn cầu, cho phép bạn truy cập vào các nền tảng, trang web từ khắp nơi trên thế giới, cùng với khả năng truy cập nhanh chóng không sợ ngắt kết nối vào các nội dung, ứng dụng mà không lộ vị trí, được bảo mật không để lại dấu vết. Đặc biệt là tăng tốc độ mạng, cải thiện tình trạng ping cao khi chơi game, giúp chơi game mượt mà hơn, kiến tạo lên những pha highlight hấp dẫn. Máy chủ của Xbox đặt tại Việt Nam, bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Sau khi bật Xbox, bạn sẽ được kết nối với mạng riêng tổng thể, không còn phải chờ đợi hay lag nữa. Bạn nào muốn chơi các tựa game trên server nước ngoài hay tải những game Việt Nam không cho tải thì đây là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Các bạn có thể gia hạn gói VIP của mình bằng cách mời bạn bè tham gia hết sức đơn giản. Hãy cùng thử và trải nghiệm nào! Xbox sở hữu mạng riêng toàn cầu trải rộng trên 40 quốc gia và hàng nghìn máy chủ, cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn chương trình, phim và trò chơi. Bất kể bạn ở đâu, Xbox giúp duyệt web nhanh chóng và an toàn mà không để lộ vị trí của bạn. Bạn nào muốn chơi các tựa game trên server nước ngoài hay tải những game Việt Nam không cho tải thì đây là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Các bạn có thể gia hạn gói VIP của mình bằng cách mời bạn bè tham gia hết sức đơn giản. Hãy cùng thử và trải nghiệm nào! Còn giờ thì trở lại với ván đấu nè, mình mới bật app Xbox lên một cái, thì cái tốc độ nó cứ gọi là mướt mượt mượt luôn. Nhưng mà trận đấu ở trên danh thách đấu này thì ai trả mạng khỏe, nếu muốn thắng được thì nó là vấn đề kỹ năng rồi. Còn giờ thì cùng mình xem ở trận đấu trên danh thách đấu đầu mùa mà team mình bị mất 3 đường ở những phút đầu tiên, thì sẽ hay đến thế nào nhé. Còn giờ thì lên nhạc, và cũng đừng quên rằng cho mình xin một like, cũng như một lượt chia sẻ đó nha. Đó là động lực vô cùng lớn, để mỗi ngày mình đều ra video, clip cho các bạn cùng xem, và học hỏi thêm cách đánh từ mình nhé. Because of a child's innocent curiosity.
rút lui. Your tower has been destroyed. I will follow you. Our base tower is under attack. Enemy ultimate. Our base tower is under attack. Have everything you will ever need. Enemy ultimate. Shut down. Our base tower is under attack. Our base tower is under attack. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Enemy onslaught. Our base is under attack. Shut down. Time will ease the pain, but will not heal the wound. Dark Slayer has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Hold the dragon has been defeated. Back to where it came from. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. I will follow you! You have been defeated. Our base tower is under attack. He has been defeated. Your tower has been destroyed. An enemy is under attack. An ally has been defeated. Guardian Dragon. An ally has been defeated. Our base is under attack. Double kill! Your team has destroyed a tower. The seeds of happiness and harvest. Back to where it came from. Ultimate. Yes. Your team has destroyed a tower. Time will ease the pain, but will not heal the wound. Do butter.
cùng đến với Bình Nguyên Vô Tận. I will follow you. Cần anh trợ giúp. The queen slumbers because of a child's innocent curiosity. Go for it! It's true, baby, let the light
it. The queen slumbers because of a child's innocent curiosity. I will follow you!